Ngày 28 tháng 6, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu trực tuyến chủ đề những điểm tiến bộ về quyền bào chữa trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Khách mời của chương trình là thẩm phán Vũ Phi Long, Phó Chánh tòa Hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Phạm Công Hùng, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai. Mở đầu chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Tâm, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng hoa và cảm ơn các luật sư, chuyên gia đã đến tận trụ sở của báo để giải đáp những câu hỏi thắc mắc của bạn đọc. Các chuyên gia pháp luật nhiều kinh nghiệm đã trao đổi, phân tích, mổ xẻ và giải đáp rất nhiều những điểm tiến bộ về quyền bào chữa của nghi can, quyền của thân nhân nghi can, quyền của luật sư trong Bộ luật Tố tụng năm 2015. Trong thời lượng 3 giờ đồng hồ, các khách mời đã giải đáp gần 30 câu hỏi của bạn đọc liên quan đến vấn đề những điểm tiến bộ về quyền bào chữa trong Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. Khi chương trình đã kết thúc, vẫn còn rất nhiều câu hỏi của bạn đọc được gửi đến cho bộ phận tiếp nhận câu hỏi. Nhiều bạn đọc cho rằng chiến lược cải cách tư pháp đã khẳng định nhiệm vụ phát triển nghề luật sư, nâng cao vị thế của luật sư, lấy kết quả tranh tụng tại tòa làm căn cứ cho phán quyết. Nhưng nhiều cơ quan, cán bộ tố tụng vẫn chưa có nhận thức đúng đắn và thực hiện nghiêm túc chủ trương rất tiến bộ này. Luật sư Phạm Công Hùng, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao giải đáp. Hơn ai hết, chính các luật sư và những người liên quan khác phải nghiên cứu, nắm vững các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định đó.